Tương truyền trong dân gian câu chuyện Cốc Truyện Trời, với hình ảnh thông minh, nhanh trí, vì lẽ phải, con cốc được ví như cậu ông trời. Vậy khi cốc vào nhà, chúng mang điềm báo gì? Ý nghĩa tâm linh ra sao? Mời bạn đón đọc bài viết dưới đây. Đôi nét về loài cốc, cốc thuộc bộ không đuôi, Anura, chúng có lớp da sần sùi. Trong cuộc sống, cốc được nhắc đến là một con vật có ích, loại bỏ những sâu bọ gây hại mùa màng. Hơn nữa, theo đặc tính của loài cốc, khi trời sắp mưa, chúng sẽ nghiến răng, giúp nông dân chăm bón cây trồng tốt hơn. Điềm báo cốc nhảy vào nhà. Trong phong thủy, cốc là linh vật mang đến điềm báo tốt lành cũng như tài lộc cho gia chủ. Khi nhắc đến cốc, mọi người thường liên tưởng ngay đến hình ảnh cốc ba chân ngậm tiền xu trong miệng, hay còn gọi là cụ thiềm thư, biểu tượng của tài lộc và sự giàu sang. Cốc vàng vào nhà là điềm gì? Cốc vàng là loại động vật quý hiếm. Vì thế khi cốc vàng vào nhà, mang nhiều điềm may mắn tới cho bạn và gia đình. Về mặt công việc, làm ăn tính toán đều được suôn sẻ, nhận lộc trời ban. Nếu đi làm thì được sếp tin tưởng, nếu làm ăn kinh doanh thì mua may bán đắt. Các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, đối tác đều được tốt đẹp. Trong gia đình, tình duyên nở rộ, hỷ sự như ý, người chưa có ý chung nhân thì nhân duyên sớm đến. Ai đang mong chờ thiên thần nhỏ thì có tin vui không xa. Còn cốc đen vào nhà là điềm gì? Nhắc đến cốc đen, mọi người lo lắng điềm báo không lành, vận xui kéo đến. Tuy nhiên thì ngược lại, cốc màu đen sở hữu nguồn năng lượng huyền bí, tượng trưng cho danh vọng và tiền tài. Với những ai có máu kiếm tiền và khát khao làm giàu, khi cốc đen vào nhà thì cố gắng phấn đấu hết mình, tương lai họ sẽ thành danh không xa. Xem thêm, gặp tắc kè vào nhà, luận giải những bí mật cực thú vị con số may mắn. Hai con cốc vào nhà. Hữu duyên được cốc vào nhà đã là may mắn cho gia chủ. Nếu hai con cốc vào nhà cùng lúc, hai con cốc cổng nhau nhảy vào nhà thì ngụ ý rằng niềm vui được nhân lên gấp đôi. Gia đình đón thêm thành viên mới, thêm dâu, thêm rể. Cốc nhảy vào bàn thờ thần tài. Ban thờ thần tài trong gia đình là nơi tượng trưng cho tài lộc, trên ban thường thờ ông cốc. Nếu cốc nhảy vào nhà bạn mà nhảy vào đúng vị trí ban thần tài, chứng tỏ bạn được lộc về kinh doanh, làm ăn phát đạt, tấn tài tấn lộc. Mở văn phòng, hợp tác làm ăn đều được hanh thông. Cốc vào phòng ngủ là điềm gì? Trong nhà, phòng ngủ là nơi gắn kết hạnh phúc gia đình. Nếu cốc vào nhà mà nhảy vào phòng ngủ thì báo hiệu cho gia đình êm ấm. Phòng ngủ thêm sinh khí, vợ, chồng trọn vẹn lửa hạnh phúc, con cái hiếu thuận. Cốc nhảy vào nhà ban đêm. Nếu ban đêm mà cốc vào nhà bạn, đây là điềm báo cho thấy có người nói xấu sau lưng, mối quan hệ xung đột. Khi bạn được dự báo trước thì thời gian tới, bạn nên giữ tinh thần bình tĩnh trước mọi tình huống. Đồng thời nhường nhịn mọi người thì đôi bên dễ bề thương lượng, mọi sự tất an. Cốc vào nhà nên làm gì? Trong phong thủy, cốc là biểu trưng cho sự tích cực. Hơn nữa, theo luận giải trên đây, cốc vào nhà mang đến rất nhiều điểm cát. Với những ý nghĩa tốt đẹp của loài cốc trong cuộc sống và trong phong thủy. Khi cốc vào nhà, nếu không ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn thì bạn nên để chúng ở hay đi ra một cách tự nhiên nhất. Nếu cốc nhảy vào nhà ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhà bạn, bạn có thể ứng dụng một số cách đuổi cốc khỏi nhà theo phương pháp sau để giữ trọn lộc cốc mang đến, tránh để tuột vận may nếu xua đuổi đánh đập chúng. Sử dụng bạc hà, tinh dầu bạc hà hay lá bạc hà là mùi hương khó chịu khiến cốc có thể rời khỏi nhà bạn. Dùng giấm, xịt vào xung quanh khu vực cốc lưu trú sẽ giúp bạn đuổi chúng ra một cách nhẹ nhàng và dễ dàng. Cốc vào nhà đánh số gì? Khi giải mã sổ mơ, cốc vào nhà gắn liền với cặp số may mắn là 82 và 04. Cốc vàng vào nhà, số 79, 38. Cốc đen vào nhà, số 05, 81. Hai con cốc tới nhà, số 22, 88. Cốc vào nhà nhưng bị đuổi ra, số 61, 95. Bạn có thể những sử dụng bộ số này để ứng dụng vào việc lựa chọn con số tài lộc trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, tránh nên chọn số để đánh cược vào trò may rủi. Khi cốc vào nhà, chúng đem đến những điềm báo trong tương lai. Tuy nhiên, điều thần bí thường nghiệm với những ai có một tinh thần tích cực. Bởi vì khi bạn luôn tin vào điều tốt đẹp, biết làm việc thiện thì lộc tới càng nhiều, cuộc sống bình an, tiền tài sung túc,